Bạch Đằng, Chi Lăng, chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là trận chiến ác liệt sau 5 ngày đêm hành quân thần tốc, mà qua đó còn thấy một thiên tài quân sự Nguyễn Huệ điều binh khiển tướng tuyệt vời, khiến đời đời sau kính nể. Lấy ý tưởng từ cách hành quân thần tốc của vua Quang Trung kết hợp với một số trò chơi dân gian, ban tổ chức chương trình đã mô phỏng lại để ra mắt trò chơi vận động bước chân thần tốc với mục đích nhắc nhở đến lịch sử hào hùng của dân tộc. Chương trình này đã tái hiện lại khí thế háo hức tòng quân của dân ta trong thời ấy. Khi nghe lời kêu gọi của Nguyễn Huệ, những chàng trai cô gái trên khắp cả nước vội vã rời làng quê với trái tim biết bao hoài bão và lý tưởng. Họ đã gặp nhau, cùng kết nghĩa anh em, cùng đi trên một con đường gắn kết lại và quyết tâm thắng giặc. Với 4 chặng thi, những nẻo đường quê, đôi hia vạn dặm, đi tìm mật mã, bước chân thần tốc, chương trình đã nhắc nhở chúng ta hãy nhớ đến quá khứ hào hùng của dân tộc như một sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại mà những người tham dự đã mang đến cái hồn cho chương trình. Bằng chính sự khéo léo, sự kết hợp nhịp nhàng, trí thông minh, lòng quyết tâm, tinh thần đồng đội, vượt qua những khó khăn, gian khổ và mang về chiến thắng. Qua đó, chương trình muốn gửi đến một thông điệp rằng Việt Nam chúng ta đang hội nhập, mỗi một người hãy là sứ giả để giới thiệu và quảng bá về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với thế giới, đến với cộng đồng. Hãy chuẩn bị để có những bước chân thần tốc mới. Trong tim mình đòi sông là hồng sông sông tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ hiệp trong hồng mãi còn vang bao lớp người đi ra nơi biên thùy hình bóng mẹ già đứng đợi con tặng vào xứ xanh hào hùng Việt Nam ơi yêu mến ngàn đời yêu lưới che xanh có con sông chảy quanh nào ta hát khúc hát là hồng làm muôn cánh chim bay dập biển đông Việt Nam ơi hãy nắm chặt tay tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng nào ta hát khúc hát Việt Nam con trâu dòng tiền con trâu lạc hồng tự hào hai tiếng Việt Nam. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với game show vận động Bước Chân Thần Tốc của Ngày Hội Du lịch Thành phố lần 3 năm 2007. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhà đơn vị tài trợ nhãn hàng Ramut dầu gội Trigo và các đơn vị đồng tài trợ đó là sữa Share Plus và thuốc trị bệnh ngoài da Asada đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị và các bạn thân mến, trải qua 4 vòng thi sơ loại với sự tham gia của các bạn thí sinh là các chuyên viên, các hướng dẫn viên, các cán bộ công nhân viên và các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc đã tham gia rất nhiệt tình vào trò chơi của chúng ta với tên gọi game show Bước Chân Thần Tốc. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng đây là một sân chơi hết sức hấp dẫn, là sân chơi thể hiện sự giao lưu đoàn kết, thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam chúng ta. Và thông qua trò chơi này chúng ta sẽ có